Một cái mẹo múa floor như idol top top mà có thể nhiều người chưa biết, cùng mình xem ngay nhé. Thông thường anh em sẽ chọi theo cách này và chỉ combo được 2 bông, sẽ không đủ đam và để đối thủ chạy mất. Anh em vào setting chỉnh độ xoay chiêu lên cao nhất. Cố gắng đứng sát bức tường và chọi hoa phía ngược lại với bức tường nhé. Kéo chiêu 1 ngược lại, chiêu 2 rồi lướt lụ bông.